những trang lưu bút kỷ niệm thâm đẫm màu mực tím. Những vần thơ tuổi học trò đầy thơ mộng. Và cả những tấm hình ghi dấu tháng năm gian khó mà trang chứa tình yêu thương bên thầy cô, bạn bè. Tất cả sẽ mãi mãi in đậm trong ký ức mỗi thành viên lớp A, niên khóa 1994-1998 của chúng tôi ngày ấy. Ngày xưa có cánh diều trao hững hờ vì vút sau rặng tre. Ngày xưa có cánh. Mùa thu của hơn 20 năm về trước, chúng tôi bỡ ngỡ bước vào ngưỡng cửa trường trung học cơ sở Lê Lợi với bao niềm háo hức, từ lạ thành quen, từ quen thành thân. Cũng chính tại ngôi trường này, nơi mà hơn 20 năm trước đã trở thành khởi điểm cho một tình thầy trò, tình bằng hữu sâu sắc, vững bền. Và cho đến tận hôm nay, đã để lại trong lòng mỗi thành viên lớp A chúng tôi biết bao nỗi nhớ. Nhớ ghế đá, nhớ hàng cây, nhớ tiếng sột soạt trên trang giấy, nhớ những đám mây bay ngoài cửa sổ, nhớ cả những lần trốn học đi chơi, làm phiền lòng cô giáo, và cả những điều cãi vã không đâu vào đâu của tuổi học trò. Và tất cả những kỷ niệm xưa lại ùa về, và những cái kỷ niệm đấy nó làm cho mình sống lại một cái thời học sinh. Giác là rất là xúc động vì là có những bạn quả thật là từ khi ra trường đến giờ đến bây giờ nó có cơ hội gặp lại. Tương đối là hồi hộp, mặc dù bây giờ là tương đối già rồi đấy. Nhưng mà về nhà về thì gặp được mọi người. Có những người đến gần 20 năm rồi, 19 năm rồi mới gặp lại. Thật sự là như thế. Cảm giác hôm nay thực sự là rất khó tả, rất vui. Bởi vì lâu lắm rồi mình mới được quay về trường cũ. Hai mươi năm thấm thoát trôi qua, đó là khoảng thời gian thật dài cho một ngày gặp lại. Những thành viên lớp A, niên khóa 1994-1998 của trường trung học cơ sở Lê Lợi năm xưa được gặp lại nhau sau biết bao đổi thay trong cuộc sống. Đúng là bạn mình đây, nhưng nay đã có những nét khác xưa rồi. Dấu ấn thời gian đã thể hiện trên khuôn mặt của mỗi người. Thời gian dần trôi cùng với tuổi thơ, ngày xưa hôn nhân cùng bao ước mơ. Và khi tôi cách xa tháng năm học trò, còn nhớ ngày chia tay ấy. Lớp chúng tôi hôm nay, dù mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, người thành công trong hoạt động kinh doanh, người trở thành những cán bộ quản lý, rồi những y bác sĩ đang ngày đêm chăm sóc sức khỏe nhân dân. Có bạn lại tiếp tục học lên các bậc học cao hơn để phục vụ công việc chuyên môn của mình. Tất cả đều nỗ lực không ngừng để nâng cao trình độ, vững chắc về chuyên môn, có uy tín cao, công tác khắp nơi trên mọi vùng miền của cả nước. Nhưng dù làm gì, ở đâu, mỗi thành viên lớp A, niên khóa 1994-1998 ngày ấy vẫn luôn giữ mãi trong tim mình những tình cảm yêu thương, kính trọng các thầy cô và yêu mến ngôi trường này.
Như ngày xưa chúng tôi là trường mới chỉ có một cái khu bên này thôi, một cái khu khu bên này và cả khu hành chính cũng như là khu cho giáo viên và học sinh là đều chung một cái chỗ này. Thì bây giờ có thêm cái nhà hiệu bộ và cái nhà nghỉ giữa giờ cho giáo viên. Đấy, cái thứ hai là nhà trường được xây dựng mới, nó khang trang hơn, đấy, sạch sẽ hơn. Đấy, hơn là cái điều kiện bây giờ nó hơn ngày xưa chúng tôi cách đây 20 năm rất là nhiều. Thì, lâu lắm rồi mình mới được quay về trường cũ, thấy những cái thay đổi của trường cũ. Đấy, và cái quan trọng nhất là được gặp những thầy cô giáo mà ngày xưa đã dìu dắt mình và gặp những người bạn sống với nhau tuy thời gian có ngắn nhưng mà rất tình cảm. Đó là một cái gặp lại nên mình không bao giờ mình quên trong cuộc đời cấp 2 của mình. Có những hôm là cô giáo phải có những buổi họp lớp rất là đông để khiển trách các bạn, và từ đấy là mình cũng cảm nhận được cái tình yêu mà cô dành cho mình, và mình cũng vì thế mà mình có tiến bộ hơn, thay đổi hơn. Và mình cũng thấy là cái việc mà các thầy cô rất nghiêm khắc với học sinh đã tạo cho được mình có được những cái thành công như ngày hôm nay. Người thầy vẫn lặng lẽ đi về sớm trưa, từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy. Đây 20 năm cũng tại lớp học này, các anh các chị là những lớp đàn anh đi trước ở tại đây mảnh đất này. Cũng như các con bây giờ, các anh các chị đùa vui, học hành, phấn đấu, và hôm nay các anh các chị đã trưởng thành. Người bác sĩ, người kỹ sư, người giảng viên đại học, tất cả đều thành đạt trên mọi lĩnh vực về cuộc sống cũng như trong công việc. Cũng ở tại cái lớp học này có rất nhiều kỷ niệm giữa tình thầy, tình trò. Và cô cũng mong rằng trong lớp chúng ta sau 20 năm nữa, các con lại cũng quay về đây ôn lại chặng đường mà chúng ta đã đi qua trong từng ngày, từng tháng, từng giờ, trong kỷ niệm cuộc đời của một học sinh ở mái trường Lê Lợi Thân Dương. Chúc các con phấn đấu thật tốt để bước theo con đường của các anh các chị đã đi qua. Vẫn chiếc áo xưa
dẫu đêm hết sao trời đêm nay, dẫu đêm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đến đây. Gặp lại bạn bè thì mọi người hầu như là đã đổi khác so với trước đây rồi, nhưng mà đến lúc gặp nhau rồi thì chắc là cái kỷ niệm cũ nó ùa về thì mọi người vẫn rất là tình cảm. Nói chung là thấy cảm thấy không khác gì so với ngày xưa cả, vẫn là cái cảm xúc như trước đây mình đã từng trải qua. Các thầy cô thì cũng không thay đổi nhiều, có thầy cô thì cũng đã yếu đi rồi, nhưng mà gặp được học trò vẫn nhận ra ngay. Tại vì là trước đây lớp mình rất là nhiều, để lại rất là nhiều ấn tượng với các thầy cô, cho nên là bây giờ hầu như là gặp lại là thầy cô nhớ ra ngay. Bọn mình là công tác là xa quê hương, hôm nay cũng rất là nhiều bạn về, rất tiếc là vẫn còn những bạn chưa về được. Thật sự là tiếc, bởi vì là mong muốn là được hội tụ được tất cả mọi người thì lúc đấy chắc nó sẽ trọn vẹn hơn. Chúng tôi luôn ghi nhớ rằng dẫu hoàn cảnh ngày ấy có khó khăn, thiếu thốn bao nhiêu, nhưng các thầy cô vẫn vô cùng nhiệt tình trong công việc, không những truyền thụ tri thức và kỹ năng nghề nghiệp vững chắc, mà còn tiếp thêm cho chuyến đò lớp A ý chí, nghị lực về tư duy cuộc sống, những bài học về tinh thần trách nhiệm, bài học về tình và nghĩa. Tất cả những bài học về đức độ hy sinh, về sự quan tâm chia sẻ, bài học về sự bao dung, về tấm lòng nhân ái, bài học về tinh thần trách nhiệm, về nghĩa và tình của các thầy cô, của nhà trường đã hun đúc nên một tinh thần và ý chí của mỗi thành viên lớp A, một tình bạn trong sáng, thủy chung sâu sắc, tình đoàn kết, tương thân, tương ái thắm thiết, chân thành trong nhiều năm qua. Mới ngày nào chúng ta ra trường, nhưng mà đến bây giờ đã gần 20 năm rồi. Trong 20 năm qua, thì trên mọi miền tổ quốc, kể cả ra ngoài, mỗi người một công việc, mỗi người một ngành nghề, một môi trường khác nhau. Sau tất cả, tôi nghĩ rằng các em đã thật sự trưởng thành. Chúng ta đã thật sự trưởng thành. Và đây là cái thời gian có thể nói là đỉnh điểm của các cái con người. Các em đã đi khắp nơi, nhưng ngày hôm nay qua Facebook, qua điện thoại, các em đã tập trung được về đây để chúng ta có thể ngồi lại cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của thời học sinh, từ học sinh lên trường, và cùng gặp lại các thầy các cô đã từng dạy mình trong các thế hệ. Như thế nào mà tôi cảm thấy rất là phấn khởi, rất là vui mừng. 20 năm là một chặng đường dài. Thời gian đã làm cho mỗi khuôn mặt, dáng hình, mỗi thành viên lớp A chúng tôi năm xưa đổi thay. Hoàn cảnh và môi trường, làm việc mỗi người cũng khác nhau. Có bạn ở trong Nam, ngoài Bắc. Có nhiều bạn được ở lại trên mảnh đất xứ Thanh anh hùng này để sinh sống, lập nghiệp. Tuy vậy, mỗi thành viên lớp A chúng tôi đều cùng chung tâm niệm rằng đó chỉ là sự khác biệt về mặt xã hội, nhưng sẽ không bao giờ có ngăn cách nào trong tình nghĩa bạn bè. Sự có mặt đông đủ trong ngày trở về sau 20 năm là minh chứng cho một tình bạn vững bền của mỗi thành viên lớp A niên khóa 1994-1998. Trong ngày hội ngộ hôm nay, trong lòng mỗi người không khỏi dâng trào cảm xúc bồi hồi. Bao nhiêu kỷ niệm chợt ùa về hiện thị rõ nét như vừa mới hôm qua. Mái trường đây, thầy cô đây, bạn bè đây. Thời gian 20 năm có thể làm thay đổi nhiều điều, nhưng những ký ức về một thời học trò hồn nhiên thơ dại thì sẽ vẫn mãi mãi không bao giờ nhạt phai trong trái tim mỗi người. Ta sẽ ước có nhau suốt đời, tình bạn sẽ mãi mãi không phai, không phai bạn ơi.
lại nhau đây? Chúng ta lại là những cô cậu học trò thuở nào, cùng vui chơi, cùng ôn lại những kỷ niệm của một thời ngây thơ khờ dại nhưng vô cùng nghịch ngợm, cùng tâm sự với nhau về cuộc sống và những dự định tương lai. Để rồi sau cuộc hội ngộ này, mỗi người lại trở về với cuộc sống riêng của mình và mang thêm về nhiều kỷ niệm đẹp nữa về tình bạn thuở học trò đầy thơ mộng, trở thành động lực giúp mỗi thành viên lớp A niên khóa 1994-1998 ngày ấy vượt qua mọi khó khăn, chông gai trong cuộc sống và tiến lên phía trước. Để ta sẽ mãi mãi cất ghi một thời thơ âu dấu yêu, một điều ước tuy thật nhỏ bé, ta sẽ ước có nhau suốt đời, tình bạn sẽ mãi mãi không phải bạn ơi. Thưa quý vị, lúc này chúng ta sẽ cùng đến với những tình cảm của các học trò thân yêu. Ngày hôm nay đang là những lời tri ân sâu sắc đến tất cả các thầy cô đã cùng dành rất nhiều tâm huyết. Một lần nữa, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng dành những tràng pháo tay thật lớn, thật đồng nhiệt để cùng chúc mừng. Bạn ơi, để cho những ước mơ bay thật xa, hãy nắm tay nhau bạn ơi, để cho ta mãi luôn luôn gần nhau, hãy hát lên đi bạn ơi. 2, 3, đô, 2, 3, đô, 2, 3, để cho cuộc sống thêm bao niềm vui, dù mai có nhọc nhằn, có những gian nan, vẫn cũng có dần hơn với những mưu toan. 1, 2, 3, đô, 2, 3, đô, 2, 3, đô. Bên nhau cùng nhau vượt qua ngàn cơn bão tố phong ba, tình yêu sẽ luôn luôn còn mãi, tình bạn sẽ luôn luôn còn hoài, để ta sẽ mãi mãi cất ghi một thời thơ âu dấu yêu, một điều ước tuy thật nhỏ bé, ta sẽ ước có nhau suốt đời, tình bạn sẽ mãi mãi không phải bạn ơi, tình yêu sẽ luôn luôn còn mãi, tình bạn sẽ luôn luôn còn hoài, để ta sẽ mãi mãi khắc ghi một thời thơ âu dấu yêu, một điều ước tuy thật nhỏ bé, ta sẽ ước có nhau suốt đời, tình bạn sẽ mãi mãi không phải bạn ơi. Dù xa cách những trái tim ta luôn hoài nhớ nhau, tình bạn sẽ mãi mãi không phải bạn ơi, không phải bạn ơi.